Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avenue Wine. Trong video ngày hôm nay, em Hiếu sẽ giới thiệu đến anh chị 3 chai whisky có giá dưới 500.000 đồng, rất phù hợp để anh chị có thể thưởng thức làm quà tặng trong dịp Tết năm 2024. Và đầu tiên, nổi bật với màu đỏ rực rỡ chính là Johnny Walker Red Label Icon. Johnny Walker Red Label Icon được tạo ra với sự kết hợp của các dòng whisky đơn và whisky hỗn hợp, sử dụng 30 loại whisky khác nhau để tạo nên một hương vị rất đặc trưng. Johnny Walker Red Label Icon với hương thơm rất mạnh mẽ, đậm đà, nổi bật với hương thơm của vị khói. Johnny Walker Red Label Icon còn có thể được pha chế cocktail. Khi thưởng thức thì anh chỉ có thể thưởng thức nguyên bản hoặc là kết hợp với đá. Và tiếp đến đó là nhà Ballantine. Ballantine Finest là một dòng cơ bản nhất. Ballantine Finest là sự pha trộn phức tạp giữa các loài mạch nhã và ngũ cốc. Tiếp theo đến được ủ trong thùng gỗ sôi ít nhất là 3 năm. Ballantine Finest nổi bật với hương thơm của mạch nhã, chocolate, vani và táo đỏ. Và cuối cùng cũng là một dòng đến từ nhà Ballantine, đó là Ballantine Finest Gdemski. Ballantine Finest Gdemski nổi bật với hộp quà tặng với màu sắc rất rực rỡ và bắt mắt. Ballantine Gdemski rất phù hợp để anh chị có thể làm quà tặng trong dịp Tết 2024 hoặc là anh chị để trưng ở trên kệ, rất đẹp mắt và tinh tế. Nếu anh chị vẫn còn phân vân muốn lựa chọn thêm các dòng whisky hoặc dòng vang khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737. Và anh chị đừng quên bấm theo dõi kênh Avino chính hãng để liên tục được cập nhật những cái thông tin mới nhất về dòng vang, dòng whisky vào ngày mai.